Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Con Liên Quan. Vâng, chào mừng các bạn nha. Hôm nay bố sẽ đưa ra cho các con một thử thách. Con chú ý nha. Yeah. Thử thách là bố sẽ làm cùng các con, chúng ta sẽ làm hai cái lò nhỏ nhỏ. Và các con sẽ nấu ăn ở bằng hai cái lò đó và thi nấu ăn bằng hai cái lò đó. Con hiểu không? Dạ. Yeah. Tức là bây giờ chúng ta sẽ làm cái lò bằng xi măng này, được chưa? Dạ. Yeah. Và sau đó là con một lò và anh Minh một lò và sẽ thi nấu ăn. Ai nấu ăn ngon là người đó sẽ chiến gì? Chiến thắng. Đúng chưa? Dạ. Các con sẵn sàng không? Dạ rồi. Ok, em con gái sẽ giỏi đúng không? 1, 2, 3. Yeah. Rồi ok. Bây giờ bố sẽ nói các bước này. Chúng ta sẽ có bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái lò đó. Rồi các con sẽ sơn cái lò đó cho đẹp, đúng chưa? Dạ. Và sau đó là chúng ta sẽ làm những cái nồi nhỏ và chúng ta sẽ nấu ăn ở đó. Được chưa? Dạ. Vui không? Dạ, vui. Ok, bắt đầu nha. Rồi, thức ăn thật luôn. Thấy không? Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Lò đã xong và bây giờ các bạn nhỏ sẽ tô màu hai cái bếp của mình, đúng chưa? Mỗi bạn một màu một bếp nhá, được chưa? Yeah. Rồi các con bắt đầu tô đi.
Cuộc thi nấu ăn lịch sử bắt đầu. Bên phải màn hình nhỏ của quý vị là em Su Su và bên trái là anh Bin. Rồi, sau một thời gian thì sản phẩm của hai anh em đã hoàn thành đấy rồi. Đây. Và bây giờ sẽ là đến những giây phút rất quan trọng, đó là giây phút công bố giải. Bây giờ thì điểm đầu tiên sẽ do hai thí sinh quyết định. Mời anh Bim sẽ ăn của em và em sẽ ăn của anh để chấm điểm trước. Nếu ngon thì nói ngon nhá, rất ngon thì nói rất ngon nhá. Được chưa? Rồi, bắt đầu mời anh Bim nào. Anh Bim ăn của em nào. Cảm nhận đi. Nếu ngon thì con nói ngon nhá. Ngon. Ngon rồi, mời em Su nào. Có ngon không? Ngon. Ngon, như vậy là điểm cân bằng do ai thì xin cho được chưa? Bây giờ là giám khảo Cốm, mời giám khảo Cốm nào. Giám khảo Cốm. Mời giám khảo Cốm, con ăn đi. Con ăn đi. Đó, con ăn của... Rồi, con ăn đi nào. Con thấy ngon không? Ngon. Rồi con ăn của anh Bin đi. Con ăn của anh Bin này. Chị Su đưa cho con này. Con ăn đi, con thấy ngon thì con nói ngon nha. Ăn từ từ thôi. Ngon không? Ngon. Của ai ngon hơn? Hay là ngon bằng nhau? Cả anh chị ngon bằng nhau đúng không? Rồi, như vậy là điểm của giám khảo Cốm là vẫn bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chơi giám khảo mẹ, giám khảo ông nội và giám khảo bố nha. Rồi. Rồi, như vậy là kết quả cuối cùng là điểm của tất cả hai anh em từ các giám khảo đều bằng nhau. Như vậy là hai anh em đều giành chiến thắng, được chưa? Rồi, các con chào các bạn nào. Hoan hô và chào các bạn nào. Hẹn gặp lại các bạn nha. Chào. Rồi, Cốm ơi, con bye bye các bạn.